Hello, chào tất cả nghe em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Một Số, kênh soi cầu miền Bắc của mình. Và hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 29 tháng 3. Và lời nói đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày gần cuối của tháng 3. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay, thì tiếp tục mình sẽ lên chia sẻ cho mọi người ở vị trí đường cầu giải đặc biệt để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ năm của ngày 30 tháng 3. Và trước màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ phép điểm qua một chút. Đầu tiên, tại vị trí giải đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là con số 67, ba càng là 367. Ở giải đặc biệt thì làm ở hai chạm là chạm 6, chạm 7 và tổng 3. Cả bộ số là 86, 367. Về vị trí con số chiếm nhiều nháy nhất cho ngày hôm nay, đó chính là số 16, nó ra tới 3 nháy. Những ai lựa chọn được con số này thì ngày hôm nay quá tuyệt vời rồi. Tiếp tục thống kê về vị trí của lô hai nháy thì ngày hôm nay có cho mọi người là số 56. Lô kép thì có cho mọi người là con số kép 33, con số kép 66. Và cả vị trí của lô kép 44 nữa. Cái vị trí của lô kép 44 là 66 ấy thì ngày hôm qua nó cũng đã ra rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay tiếp tục rơi. Rồi tiếp tục ở vị trí thống kê đầu lô tô ngày hôm nay từ đầu 0 đến đầu 9 thì có một đầu bị câm ở đây, đó chính vị trí của đầu 2. Thì những anh em nào lựa chọn ở vị trí lô đầu 2 ngày hôm nay thì cũng khá đáng buồn đúng không ạ? Ok, thì vừa qua thì mình cũng điểm lại cho mọi người một số các đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và đối với video của ngày hôm nay, lúc buổi sáng ngày hôm nay mình có chia sẻ cho mọi người về vị trí của cầu đề đấy, thì chúng ta cũng chiến thắng rực rỡ ở vị trí dàn đề 12 số. Như mọi người có thể nhìn trên màn ảnh đây, thì đây là vị trí của cầu đề mình đã phân tích cho mọi người. Và dàn đề thì mình có tổng hợp lại cho mọi người là 12 số duy nhất. Rồi, cái cặp đầu tiên mình chia sẻ cho mọi người là 070 và 060. Tiếp tục là 010, kép 00, kép 77, cặp 767 và 717. Đó, và mình cũng có nhấn mạnh cho tất cả mọi người là chơi duy nhất cho ô ngày hôm nay là ô thứ tư. Đúng không ạ? Đó. Ok, thì giải đặc biệt ngày hôm nay nó xuất hiện cho mọi người là con số 67. Thì chúng ta chiến thắng rực rỡ ở vị trí cầu đề anh em nhé. Những anh em nào mà theo dõi trên kênh của mình ngày hôm nay chiến thắng được vị trí cầu đề thì mình mong rằng là mọi người có thể là dành lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Bởi vì những cái nút like và những cái nút đăng ký kênh thì nó hoàn toàn miễn phí. Và mọi người có những cái thắc mắc gì và những con số hay là những cái đường cầu ăn thông hay là những cái đường cầu của anh em chưa tự tin cho ngày mai thì mọi người có thể là bình luận comment xuống bên dưới video, mình nhận được thông báo sớm nhất thì mình sẽ phản hồi lại cho anh em ngay. Đó, thì anh em có thể là lưu lại cái vị trí những cái đường cầu này để anh em tiếp tục tham khảo cho ngày tiếp theo, và lát nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cái đường cầu này để anh em dễ hiểu nhá. Ok, rồi thì trước khi đi chia sẻ cho mọi người về những cái đường cầu về những giải đặc biệt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai thì mình xin phép giới thiệu với anh em đôi chút về Zalo. Thì những anh em nào mà đang xa bờ, anh em đang cần hỗ trợ về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu ăn thông dài hơn thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến số Zalo VIP nhóm kín cho mình. Đó chính là 0379 419 207. Đó, và khi mọi người tham gia trong nhóm kín thì mình sẽ có những cái đường cầu, thứ nhất nó sẽ kín hơn, thứ hai nó sẽ ăn thông dài hơn và tự tin hơn để cho tất cả mọi người chơi. Và phí vào nhóm tất cả anh em cực kỳ là ok, chỉ với mức đó chính là 350k trên một tuần. Đó, thì nếu mà anh em tính với cái mức phí 350k trên một tuần thì mỗi ngày anh em chỉ mất từ 50.000 thôi, đúng không ạ? Và mình đảm bảo cho tất cả mọi người với vị trí của cầu lô sẽ lỗ từ 4 đến 5 ngày. Đó, chia sẻ quan điểm rõ ràng tất cả anh em như vậy. Với vị trí cầu lô thì lỗ từ 4 đến 5 ngày. Còn đối với vị trí của cầu xiên vào đề thì mình sẽ đảm bảo cho mọi người là một tuần lỗ từ 3 đến 4 ngày. Và vị trí của đề thì mình sẽ gửi đến mọi người một cái dàn nó dao động từ 6 cho đến 10 số. Đó. Thì nếu anh em nào mà không dùng Zalo thì anh em có thể nhắn tin hay gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Đó chính là 0379 419 207. Anh em lên nhớ cho mình là Zalo số VIP nhóm kín. Đó, cực kỳ yên tâm. Khi anh em đã tham gia vào nhóm rồi thì mình sẽ có cái trách nhiệm hỗ trợ tất cả mọi người vừa những con số, vừa những cách chơi để làm sao cho anh em vào bờ một cách an toàn nhất có thể. Ok, rồi và tiếp tục thì bây giờ mọi người cùng mình quay trở lại với bảng kết quả, mình sẽ đi phân tích về vị trí cầu đề tiếp theo cho anh em ngày mai nhé. Và mình sẽ demo lại cái đường cầu này để anh em dễ hiểu như sau này. Tại vị trí của ô bảng thứ ngày thứ 5, chúng ta lựa chọn cho mình là hai con số, vị trí thứ 2 và thứ 3. Vị trí này xuất hiện cho mọi người là con số 0 và con số 7. Kết hợp với vị trí của ngày thứ 4 thì mọi người lựa chọn cho mình là bốn cái con số đầu nó nằm ở cái bộ số hàng chéo này. Thì bốn cái con số này lần lượt nó xuất hiện là con số 7, con số 6, con số 1 và con số 0. Thì chúng ta kết hợp lần lượt. 0 trước thì chúng ta sẽ có là 070, 060,
010 và kép 00. Con số 7 kết hợp chúng ta có kép 77. Chúng ta có 767, 717 và 707 thì có rồi. Đó thì cái vị trí cặp này nó đã trùng với vị trí của con số 67 cho ngày hôm nay. Đó, và cái video đó thì mình đã chia sẻ cho mọi người từ buổi sáng ngày hôm nay rồi, hoàn toàn là trước giờ quay anh em nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục lựa chọn cái đường cầu này, chúng ta chơi cho ngày mai. Những cái đường cầu mình đưa ra cho anh em ấy, thì mình có nhấn mạnh cho mọi người là anh em chỉ đánh khung một duy nhất cho mình thôi. Thì cái vị trí này chúng ta lựa chọn tiếp tục ở ô ngày thứ 6. Tiếp tục chúng ta lựa chọn là xuất hiện con số 2, con số 7 kết hợp với 4 con số đầu ở bên dưới này. Thì chúng ta sẽ có là con số 4, con số 7 và con số 5. Vị trí này nó trùng hai con số 7 thì mình lấy một vị trí thôi. Bây giờ chúng ta kết hợp thì chúng ta sẽ có cái dàn đề như sau. Đầu tiên là con số 2 kết hợp chúng ta có 242, chúng ta có 252 và 272. Với vị trí con số 7 kết hợp thì chúng ta sẽ có vị trí của 747, vị trí của cặp 77 và 757. Và dàn đề này thì hiện tại đang có chúng ta này 2, 4, 6, 8, 10, 11 số. Cái vị trí này thì anh em có thể lưu lại cho mình thêm là con số kép 22 đấy nhá. Bởi vì ở đây nó sẽ trùng với vị trí của một cặp. Và những cái con số này thì chúng ta chơi khung một cho mình duy nhất cho ngày mai là thứ năm của ngày 30 tháng 3. À, anh em chỉ đánh cho mình khung một thôi nhá. Đó. Rồi mọi người có thể lưu lại cho mình cái dàn đề này. Và từ cái dàn đề này thì mình cũng sẽ đưa cho mọi người một cái chạm đề duy nhất cho anh em vào ngày mai. Đó chính là vị trí của chạm đề 2. Đó, đây là nhìn với nhìn nhận của cá nhân mình. Và vị trí ở kết thì mình sẽ đưa ra cho mọi người vị trí của 242, vị trí của 252, đó, 272, kép 22, kép 77 và 262. Đó. Rồi, đây đường cầu đầu tiên cho vị trí đường cầu giải đặc biệt. Và tiếp tục thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người một cái đường cầu giải đặc biệt nữa, cũng cực kỳ là hay. Và để lựa chọn được cái đường cầu này thì chúng ta cần quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay và ngày hôm qua để mình phân tích cho anh em dễ hiểu nhá. Rồi, đây là một cái sự kết hợp khá là hay của vị trí giải 3 và giải 6. Vị trí giải 3 thì mọi người lựa chọn cho mình này. Ba con số cuối là ở bộ số thứ 3 của giải 3. Nó xuất hiện đây là 7 và 8. Mọi người kết hợp cho mình lần lượt với giải 6. Giải 6 nó có 3 bộ số nhá. Thì chúng ta lựa chọn là con số ở giữa của 3 bộ số này luôn. Thì ở đây nó xuất hiện là con số 2. Con số 2 và con số 6. Thì hai vị trí này chúng ta gộp là 1 thôi. Và 7 kết hợp xuống chúng ta có 727. Chúng ta có 767. 8 thì chúng ta có 828. Và chúng ta có 868. Cái đường cầu này nó chỉ trả về cho mọi người duy nhất là 4 cặp. Tương ứng với dàn 8 số. Đúng không? Thì đã trùng với vị trí giải biệt ngày hôm nay, nó là số 67. Ở trong dàn chúng ta có cặp 767 ở đây. Rồi, thì bây giờ chúng ta tiếp tục lựa chọn cái đường cầu này, nhìn nhận bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay cho ngày mai. Tại vị trí giải 3 này, chúng ta lựa chọn đây. Đó. 8, 6, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có một con số 6 duy nhất. Tiếp tục xuống giải 6 ở đây, chúng ta lại có 6. Vị trí này có 1 và vị trí này có 0. Đó, một vị trí này, 1 này, 2 này, 3 vị trí này. Vậy chúng ta sẽ có dàn khá là ngắn gọn số ở đây. Chúng ta sẽ có này. Kép 66. Kép 66 thì đi với kép 11 nữa nhá. 616 và 606. Đó, vậy dàn chúng ta chỉ có 3 cặp tương ứng với dàn 6 số. Đối với vị trí đường cầu này thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người là đề chạm 6 và 1. Đó, đề hai chạm, chạm 6 và chạm 1. Thấy chưa? Đó, kết cho cái vị trí hai chạm này thì chúng ta sẽ có là 626 thì có rồi, thì mình sẽ đưa ra cho mọi người là 616 này. Đó, kép 66 này. Kép 11 này. Đó. Vị trí của 131 cũng ok này. Vị trí của 606 nữa này. Đó, vị trí đường cầu này khá là ngắn gọn số luôn anh em ạ. Mọi người có thể lưu lại cho mình cái đường cầu này nhá. Rồi. Làm trong cái đường cầu sự kết hợp thì chúng ta sẽ có là kép 66, kép 11, 616 và 606. Ok. Đối với vị trí của anh em đợi một chút này, đối với vị trí của cặp tứ thủ đề
thì mình sẽ gửi đến mọi người, đó chính là cặp 626 và cặp 606. Ba càng. Ba càng thì mọi người ghép cho mình này. Vị trí của 826, 862, 806 và 860. Ok. Rồi. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái vị trí của đường cầu giải đặc biệt để mình phân tích cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ năm của ngày 30 tháng 3. Và một lần nữa thì mình xin gửi tất cả mọi người đó chính là Zalo số VIP nhóm kín là 0379 419 207. Phí là hoàn toàn trước giờ quay anh em nhé. Có nghĩa là khi mọi người tham gia nhóm là mình sẽ hỗ trợ anh em liền một tuần. Đó, và những cái ngày nào mình tự tin nhất và đường cầu nó trả về ok nhất thì mình sẽ nhấn mạnh cho tất cả mọi người. Mình sẽ chốt cho anh em trực tiếp về cả cầu lô, cả cầu xiên và cả cầu đề. Là phí là 350k trên một tuần. Thực sự 350k trên một tuần là không quá là nhiều. Nên mình vẫn sẽ luôn luôn cố gắng hỗ trợ tất cả anh em đang xa bờ vào bờ một cách an toàn nhất mọi người nhé. Đảm bảo cho mọi người một cái tỷ lệ lỗ từ 4 đến 5 hôm trên một tuần. Và mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0379 419 207. Và thời lượng của video thì cũng như ngày mình cũng sẽ kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm với gia đình và người thân. Chúc mọi người ngày mai chiến thắng rực rỡ. Hẹn mọi người ở bảng kết quả mở thưởng vào buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.